Orlen 10, UAV tối tân của Nga, có máy ảnh Canon, băng keo và nắp chai nhựa. Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố đoạn video, trong đó một binh sĩ Ukraine tháo rời một máy bay không người lái giám sát của quân đội Nga. Cấu tạo bên trong cho thấy một thiết kế thô sơ đáng kể với máy ảnh DSLR Canon cấp thấp ở trong bộ phận quan sát được Nga nổ là mắt thần của UAV. Đoạn video dài 2 phút do Army Inform, cơ quan thông tin của Bộ Quốc phòng Ukraine công bố. Nó cho thấy một người lính ngồi bên cạnh chiếc máy bay không người lái UAV Orlan 10 của Nga đã bị bắn rơi ở Ukraine. Người lính lưu ý rằng máy bay không người lái quân sự có công nghệ thấp tới mức đáng ngạc nhiên. Các nhà quan sát nhanh chóng chỉ ra rằng một số khía cạnh của nó gợi nhớ tới một dự án máy bay RC của người có sở thích hơn là một phần công nghệ cao của công nghệ gián điệp quân sự. Công nghệ máy ảnh dân dụng cũ, nắp chai nhựa và băng dán vải. Những gì người lính tìm thấy là chiếc máy ảnh chính chịu trách nhiệm chụp ảnh là Canon 750D, một chiếc máy ảnh DSLR ra mắt vào năm 2015 với giá bán lẻ là $750, nhưng hiện có giá khoảng từ $300 tới $400 trên thị trường đã qua sử dụng. Máy ảnh được gắn vào bảng bằng vải băng dán vải phổ biến. Nút xoay chế độ của máy ảnh đã được đóng băng bằng băng keo để ngăn chế độ chụp của máy ảnh vô tình bị chuyển đổi khi đang bay. Phần trên của máy bay không người lái với nắp bình nhiên liệu cho thấy nó có thể được tận dụng từ một loại chai nhựa nào đó. Các bộ phận khác nhau của máy bay không người lái cũng được cố định với nhau bằng một số loại băng keo. UAV công nghệ nguyên thủy nhưng giá trên trời và nổ tung trời của Nga. Hãng thông tấn Ukraine Union đã đưa tin vào năm 2017 sau vụ bắn hạ máy bay không người lái Orlan 10 của Nga là chiếc UAV này có giá từ 87.000 tới $120.000 một chiếc, tức là khoảng gần 2 tỷ tới hơn 2 tỷ Việt Nam đồng. Orlan 10 được phát triển bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Trung tâm Công nghệ đặc biệt có trụ sở tại Nga, Union đã viết. Vỏ và động cơ được sản xuất tại Nga, trong khi các linh kiện điện tử của nó tới từ Đài Loan. Nga thường sử dụng mô hình này ở Donbass để trinh sát và điều chỉnh hỏa lực pháo binh. Có vẻ như một số linh kiện điện tử trong máy bay không người lái này cũng đến từ Nhật Bản. Canon châu Âu đã thông báo vào tháng 3 rằng họ đã đình chỉ các lô hàng mới của các sản phẩm vào Nga để đối phó với cuộc xâm lược của nước này vào Ukraine. Nhưng có vẻ như động thái này sẽ không ảnh hưởng tới việc liệu Nga có tiếp tục sử dụng máy ảnh Canon cũ trong các máy bay không người lái trong tương lai của mình hay không. Bởi vì thiếu hụt các máy bay không người lái tấn công tiên tiến như Bayraktar TB2 mà quân xâm lược Nga đang phải chuyển đổi các máy bay không người lái UAV chiến thuật Orlan 10 chuyên dùng cho nhiệm vụ trinh sát trở thành máy bay ném bom cỡ nhỏ trong cuộc xâm lược ở Ukraine. Forbes đưa tin Nga dường như đang biến hàng nghìn UAV Orlan 10 của nước này thành các máy bay ném bom. Trong một đoạn video phát trên truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga, Moscow hé lộ thiết bị hỗ trợ ném bom cho Orlan 10. Trên thực tế, Orlan 10 vốn là UAV chiến thuật của Nga, với sải cánh hơn 3 mét, được phóng từ máy phóng và chạy bằng động cơ xăng với thời gian hoạt động tối đa là 16 giờ. Orlan 10 cho tới nay là UAV phổ biến nhất trong lực lượng Nga, với hàng nghìn thiết bị đã được chế tạo và được triển khai rộng rãi bởi các đơn vị pháo binh với nhiệm vụ là mắt thần trinh thám của pháo binh. Khi một chiếc Orlan 10 xuất hiện trên không, nó có thể báo trước một đợt pháo kích lớn sắp xảy ra. Đoạn video mới nhất do Nga công bố cho thấy Orlan 10 được gắn dưới cánh hai quả lựu đạn nổ mỗi bên. Sau đó, nó thả đạn nổ xuống khu vực mục tiêu ở Ukraine. Quả đạn nổ này trông giống như phiên bản 40mm VOG-25P. Thông thường, loại đạn nổ này sẽ được bắn từ súng phóng lựu. Trước đó, phía Ukraine đã sử dụng chiến thuật đánh bom chính xác từ các UAV Bayraktar TB2, thả bom thông minh dẫn đường laser nhằm vào các thiết giáp hạng nặng của Nga và đã gây ra những tổn thất không nhỏ. Chiến thuật này đòi hỏi bom khi được thả phải được dẫn đường chính xác vào mục tiêu để đủ gây thiệt hại. Nga với công nghệ lạc hậu không thể chế tạo nổi UAV hiện đại như Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ cấp cho Ukraine, nhưng cũng muốn áp dụng chiến thuật tương tự. Nhưng đâu phải muốn là được,
theo các chuyên gia, Nga chỉ học lõm được bên ngoài, không thể làm chủ được công nghệ ném bom thông minh như Bayraktar TB2. Họ chỉ đang sử dụng hỏa lực theo kiểu tấn công phân tán trên một khu vực rộng. Có nghĩa là đó chỉ là các bom không điều khiển từ các UAV mà thôi. Còn bom có rơi trúng đích hay không thì kệ nó. Công nghệ lạc hậu này của Nga cũng đồng nghĩa với việc họ cần thêm nhiều bom và ném xuống nhiều lần hên xui để tăng mức độ phá hủy đối với các mục tiêu ở Ukraine. Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ phòng Nga hôm 18 tháng 5 năm 2022 thông báo, lực lượng tên lửa và pháo binh nước này đã tập kích hàng loạt mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Trong đó có một khẩu đội pháo M777 ở gần khu dân cư Pogonoye ở miền trung nước này. Video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cùng ngày cho thấy khẩu lựu pháo M777 được triển khai trên một bãi đất trống, sau đó một quả đạn lao xuống cách đó chừng vài chục mét. Phát hiện bị tập kích thì đơn vị Ukraine vội vã kéo pháo vào một khu rừng cạnh đó. UAV Nga tiếp tục theo dõi mục tiêu, trong khi nhiều quả đạn tiếp tục tấn công vào khu rừng này, nhưng bom đạn cũng rơi cách khu rừng một khoảng khá xa. Hiện chưa rõ thiệt hại đối với khẩu đội pháo M777 của Ukraine, cũng như loại vũ khí Nga đã sử dụng để thực hiện cuộc tập kích. Nhưng qua quan sát và khả năng thả bom toàn hụt, thì có thể đây là tác phẩm của OLEM-10 cải tiến, tối tân trong hoạt kép, đã nói ở trên của Nga. Nga nổ giòn tan khi tuyên bố chiến thuật áp dụng cho OLEM-10 đã thành công. Theo Zvezda, OLEM-10 đã được trang bị hệ thống hỗ trợ đe bom đã phá hủy 5 cơ sở quân sự ở Ukraine. Một điểm trừ của OLEM-10 là động cơ của nó thuộc dạng động cơ xăng 2 thì như máy phát cỏ ở Việt Nam, phát ra tiếng rất lớn và rất dễ bị phát hiện nếu áp sát mục tiêu ở tầm thấp. Zvezda cho biết các nhà vận hành OLEM-10 đã buộc phải đưa UAV này lên độ cao hơn 900 mét để tránh bị đối phương phát hiện. Khoảng cách này lại khá lớn và không có bom thông minh, nên khả năng đánh trúng mục tiêu của UAV này trước khi bị bắn hạ là rất hên xui. Các thông tin về UAV tối tân của Nga, tối tân trong hoạt kép. OLEM-10 sử dụng động cơ xăng cánh quạt với lực cất cánh tối đa là 18 kg, với trọng lượng riêng của máy bay là 5 kg. Tốc độ bay là từ 75 tới 170 km trên giờ. Bán kính có thể điều khiển hoạt động là 180 tới 200 km, trần bay 5.000 m và có thể hoạt động liên tục từ 16 tới 18 tiếng. Máy bay không người lái sẽ cất cánh bằng một máy phóng và hạ cánh bằng dù. Hệ thống phóng của máy bay có thể gắn trên xe UAZ-469 hay các loại có tính năng tương đương. Máy bay có một thiết kế khí động học với độ ổn định cao, giúp cho việc hoạt động trong các vùng thời tiết xấu. Các trang bị trinh sát gắn trên máy bay như máy ảnh hay máy quay sẽ được giữ ổn định bằng con quay hồi chuyển, cũng như có thể nhanh chóng tháo lắp các thiết bị chuyên dụng cần thiết cho các nhiệm vụ khác nhau. Hệ thống điều khiển mặt đất có thể điều khiển cùng lúc 4 máy bay, cũng như các trạm này có thể kết nối với nhau để vận hành cùng lúc 30 chiếc, giúp mở rộng vùng hoạt động. Còn nếu cần thiết thì việc điều khiển máy bay qua các trạm kết nối sẽ được giao cho một trạm chính. Máy bay có khả năng bay tự động và chụp ảnh. Chỉ việc nhập tọa độ và độ cao, máy bay sẽ tự động bay tới vị trí thông qua hệ thống định vị toàn cầu GLONASS của Nga hay GPS của Mỹ, thu thập thông tin sau đó mang về nếu vượt quá phạm vi liên lạc của trạm điều khiển. Một hệ thống OLEM-10 bao gồm vài chiếc máy bay không người lái và một bộ điều khiển, tất cả có giá từ 87.000 tới 120.000 đô la Mỹ, đủ rẻ để trang bị số lượng lớn. Video do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố cho thấy OLEM-10 của Nga không có công nghệ cao như người ta tưởng. Để phù hợp với vai trò của một UAV trinh sát hạng nhẹ giá rẻ, OLEM-10 sử dụng nhiều linh kiện dân dụng để giảm thiểu chi phí chế tạo. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn xong về UAV tối tân trong một kép OLEM-10 của Nga tham chiến ở Ukraine. Các bạn có ý kiến gì hãy comment dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye. Группу бронетанковой техники, предположительно САУ, в количестве 3 единиц.
бортом отличная. Спутников 12, напряжение борта 12.1. Свет, звук. Свет, звук, норма. Свет, отлично, нормы пределы. 70 квадратных километров на наличие пожаров и отсутствие их. В данный момент проводим мониторинг пожарной обстановки.